một vị thầy trường tư thục lúc nửa đêm đi dạo một mình, bỗng nhiên gặp một người bạn đã qua đời. Vì ông ngày thường là người gan lớn nên không hề thấy sợ hãi, còn chủ động hỏi thăm người bạn: "Ồ, anh đang đi đâu thế?" Người bạn trả lời: "Tôi là Minh Lại với ông Phủ. Giờ tôi đang trên đường đến thôn làng ở phía nam để làm việc. Vừa khéo, hai ta đi cùng đường." Vì thầy tư thục này đi cùng với ông đi qua một ngôi nhà cũ, vì Minh Lại nói: "Sống trong ngôi nhà này là một vị học giả đức cao vọng trọng đó." Vì thầy tư thục hỏi ông ta: "Làm sao anh biết được chứ?" Minh Lại đáp: "Con người khi còn sống, ban ngày bề bộn nhiều việc mưu sinh, tâm hồn bị chôn vùi trong đó. Đêm đến khi ngủ rồi, khi không còn nghĩ về điều gì nữa, nguyên thần sẽ xuất ra ngoài. Nếu anh ta đọc những quyển sách hay như Luận Ngữ của Khổng Tử, Ly Tao của Quốc Nguyên hay Sử Ký của Tư Mã Thiên, từng chữ đều tỏ ánh hào quang, từ bách khiếu của anh ta đều phóng xuất ra năm màu rực rỡ, chói lọi rạng ngời. Chênh lệch một chút thì hào quang cũng cao đến mấy trường. Người tầm thường, hào quang có thể cao vài thước, còn nếu là người cực tệ, hào quang của anh ta sẽ như đom đóm đèn dầu, vừa đủ chiếu sáng cửa sổ nhà mình. Những cảnh quang này người thường là nhìn không thấy, nhưng quỷ thần đều có thể nhìn rõ. Vì thầy tư thục hỏi anh ta: "Tôi đọc sách hơn nửa đời người, lúc đang ngủ say hào quang cao bao nhiêu?" Minh Lại chần chừ một chút mới trả lời: "Hôm qua tôi đi ngang nhà anh, thấy anh đang ngủ trưa. Đúng là anh đọc sách rất nhiều, nhưng sách thánh hiền rất ít, phần lớn là hợp thời, xu lợi mê muội mất cả ý chí. Từng chữ hóa thành khói đen, bao phủ cả phòng, giống như sương mù dày đặc mịt mờ, không nhìn thấy được một ánh hào quang nào." Nghe thế, vị thầy tư thục chẳng những không khiêm nhường coi xét lại chính mình, ngược lại còn giận dữ mắng vị Minh Lại một trận. Minh Lại không tranh luận cùng ông ta, chỉ thoáng mỉm cười, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Đại não con người như một vật chứa, cho vào bên trong thứ gì thì nó chính là thứ đó. Vậy nên cần đọc nhiều sách hay, không nên nhìn những thứ xấu xa không chân chính. Phim ảnh không tốt không nên nhìn, sách báo dâm loạn không nên xem. Cố gắng nuôi dưỡng một tư tưởng và tâm hồn thuần khiết, đọc nhiều sách hay, thêm đức tu nghiệp sẽ dần trở nên cao thượng. Nhìn từ không gian khác, người này sẽ tỏa ra hào quang vàng trường. Nếu đọc nhiều sách xấu, chứa nhiều thứ xấu, sẽ trở nên đồi bại. Nhìn từ không gian khác, người này tỏa ra khí đen, khí bẩn nồng đậm, thật nguy hiểm lắm thay. Vì hàng ngày bạn có thói quen đọc sách, xem phim không? Những quyển sách, bộ phim bạn xem như thế nào? Nó có giúp bạn có được tâm hồn thanh tịnh, chiếu những ánh sáng đẹp đẽ không? Hãy suy nghĩ về điều này bạn nhé.